Jackie Benchley P O G N。我直到现在我没整明白，为啥你要选择离开？还记得小时候玩的保龄球，还有你喝的奶茶。其实我每天都想家，总想往家里那个地方。外面的孩子都告诉爸爸，天空大，我也最怕想家。Con này thì phải nói là đánh quá hay rồi. Đây là con 9GX DV nhé. Phiên bản đời cao nhất trong dòng DV luôn. Đầu 9 và con này của nó là em đang phát một loa nhé, nên em sẽ đấu sang loa bên cạnh nhé. Con này công suất của nó 65W nhé. Và đấy, con này có thể là cắm đây, quang đây để giải mã này, cắm phát nhạc qua điện thoại này. Bây giờ em sẽ đấu thử công suất bên này lốt nhá. Ok, công suất bên này ok này. Con này đang trong tình trạng là CD là không đọc nhá. Con này của nó đời rất là chất cho nên là tiếng rất hay. Em sẽ thử lốt xem đường cổng quang nó chạy không nhá. Đây, về ngoại hình của nó đây. Rất là ok. Ok, em sẽ chuyển sang digital xem nhá. Ok đây nhá. Nguồn quang đây nhá. Em cắm vào đây nhá, thử quang in nhá. Đấy. Ok này. Đấy. Tín hiệu quang ok rồi nhá. Vâng. Giải mã ok rồi. Em cũng không thích cái ca sĩ này lắm cho nên là và nghe nó không vào tai. Ok nhá. Quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhá. Con này của nó nếu mà chạy được CD thì giá của nó như con này nó sẽ là 2,2-2,3 triệu. Tuy nhiên nó không chạy CD, em sẽ bán giá rẻ cho quý vị nhá. Em bán giá rẻ, vâng, em bán duy nhất trong vòng ngày hôm nay thôi nhá. Vâng, con này bình thường nếu không chạy CD thì hôm nay em sẽ bán là 1,390,000 quá bèo nhá, bằng với những con đầu bèo nhất nhá, nhưng mà giải mã hên nhiều, đấy em khẳng định luôn nhá. Và cái nữa là CD thì bây giờ chắc chắn là cũng không dùng đến nhiều rồi, mà quý vị thường là dùng phát nhạc qua điện thoại. Đây quý vị nhìn này, khi mà phát nhạc qua điện thoại thì chất lượng âm thanh nó rất là hay nhá. Con này 65W, nó sức công phá nó lớn lắm, nó lớn hơn gấp vạn lần cái mấy cái con mini dòng các Sony Sonel mà 60-65W nhiều. Đấy. Đây loa của nó, loa to này mà quý vị nhìn này. Đấy, loa em đang đánh loa to này nhá, một găng tay của em 22. Đấy, con này đây. Đấy, loa cao gần 40, rất nặng, con này bê một tay không bê được đâu nhá. Trông thế là một tay bê không bê được. Này. Này, một đằng trước này.
nghe mãi bọn này không chán. Và dòng nghe nhạc nó khác với dòng hát karaoke. Hát karaoke thì mình chỉ hát thôi, còn kể cả độ karaoke tầm 40-50 triệu chưa chắc đã nghe được. Và những cái dòng này nó nhỏ thôi nhưng nghe hay hơn độ karaoke nhiều. Và ok nhá, quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ 57A Phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội nhé. Và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em nhé.